Và để tiếp tục chương trình văn nghệ, Trịnh Ngọc Quyền cùng với lại Lê Minh Hảo sẽ hát tặng tất cả quý vị một trích đoạn cải lương được mang tên Nguyệt Hổ Dương. Dạ chào bà. Kìa, ông là ai? Dạ thưa bà, tôi là một kẻ ăn mày khốn khổ. Ông tới đây để làm gì? Dạ thưa bà, tôi tuy là kẻ ăn mày, nhưng tôi không phải đến đây để dùng ý không thực hẳn ngày. Vậy ông muốn gì hả ông? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Dạ ăn mày muộn lâu, ông là ai? Ông là ai? Bà hãy dịch cho rõ, kẻ khốn hạn này là ai? Kìa, cần bảo anh dẫn một sông. Làm sao anh chết được? Bảo ơi em dẫn anh chớ tới gần em nữa. Tại sao? Tại sao em cố tình lên mặt anh vậy Dương Thảo Lan? Tại cành lá đã xuống rơi màu, còn đâu còn ai mai, còn đâu khi nhìn nhớ. Xin à lại ngày xưa. Hết rồi. Phan Minh Hảo và Trần Quyền xin cảm ơn những tình cảm của quý vị rất nhiều. Con xin cảm ơn.